Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Ở video hôm nay mình làm cái clip này để mang đến cho các bạn một cái giải pháp chế cái bộ cần số sang số và tiến lùi cho cái dòng xe 4 bánh tự chế. Thì đây là cái phần kết cấu của nó này. Thì nhiều bạn rất là lăn tăn cái vấn đề là làm sao để sang số được khi các bạn chế những cái dòng động cơ xe máy. Thì ở đây mình đã làm mô phỏng cho các bạn. Đây là cái phần máy này. Số lùi này. Mình sử dụng bộ dây số 5 tạ này. Và cái bộ cần này là bộ cần 2 số này. Cần này thì hai số thì có một số tiến lùi này và một cái là sang số 1 đến 5 này. Đấy, cái này thì cũng vừa cái dây số cần số này thì lắp đặt nó cũng rất là bình thường thôi. Thì đối với cái số lùi thì nó sẽ sang luôn, ví dụ cái này nó sang mà sang luôn này, sang số tiến và để nguyên này, sang số lùi và để nguyên này. Đấy, còn về này là về số mo này, số sang cái số 5 tạ sang 1 đến 5 thì đẩy lên này, xong nó tự hồi về này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, và khi kéo về thì 3 này, 2 này, 1 này và 0 này. Đấy, đấy là về nguyên tắc sang số là như thế. Còn về phần chế xuống dưới cần số này thì các bạn là làm như thế này cho mình này. Đấy, cái phần chân dẫn số ấy, các bạn hàn đứng nó lên như này. Đấy, các bạn khoan một cái lỗ ở đây. Thì thường thường là như mình tính thì ở dưới này thì cái cần số nó dài bằng này, thì các bạn cứ khoan một cái lỗ khoảng cách từ đây lên là 15 cm này. Còn cái phần chân số của số tiến lùi các bạn cũng dựng đứng lên như này, khoan một cái lỗ như này. Thì cái khoảng cách từ đây xuống đây là 12 cm này. Đấy, các bạn để các bạn làm số tiến lùi. Thì cái này mình lấy luôn cái rằng cái tay của cái cầu ấy. Thì các bạn nếu mà không có cái tay cầu này, các bạn có thể hàn thẳng cái này vào với lại cái số lùi. Đấy. Tiếp theo đến thì cái video này thì mình chưa hoàn chỉnh lắm. Thì còn phải hàn, các bạn sẽ hàn một cái cây ở đây để làm cứ giữ cái dây này để khi kéo số thì giữ cái cứ dưới này nữa và hàn xuống cái khung máy. Thì do là mình không có làm trên một cái khung cho nên mình không hàn được cái này, mình chỉ mô phỏng cho các bạn xem thôi. Thì hôm sau nếu cố gắng thì mình sẽ hàn lên thì cho các bạn thấy được cái hiệu quả của nó. Thì mình chỉ đưa cái ý tưởng này ra cho các bạn làm thôi. Mình không có nhiều thời gian để đi làm tất cả những cái video một cách cụ thể, mà chỉ đưa cho các khách hàng những cái hướng để chế tạo. Nhưng nó là như vậy. Đấy, thì nguyên tắc là như vậy. Thì nó phụ thuộc vào cái máy các bạn để trước hay để sau. Nếu như máy để sau thì các bạn chỉ cần như thế này là máy đang để ở đằng sau vị trí người ngồi. Đấy, còn nếu như các bạn để máy ở phía trước thì các bạn chỉ cần cho cái cần này quay hướng dưới, cái cần này cho quay hướng dưới thì khi tiến lùi tự nhiên nó sẽ thuận tay thôi. Đấy, thì nó cũng không có vấn đề gì. Các bạn cứ làm chủ yếu cái bước như này thôi, sau đó là làm trên cái số tay số. Thì hiện bên em thì tất cả những cái đồ này đều bán. Con máy này là máy 125 4 số tiến côn tự động. Đấy, thì các bạn có thể mua hàng mới về các bạn đóng xe 4 bánh cũng được, hoặc là các bạn mua động cơ hàng bãi thì các bạn về các bạn cũng được. Đấy, số lùi, số lùi gắn lên đây luôn. Đối với những cái dòng xe Z nhỏ, xe nhỏ thì các bạn không cần phải số mạnh, số phụ, số mạnh làm gì cả, chỉ cần như này là được rồi.
À, đối với những cái dòng máy này thì các bạn làm xe nhỏ thì không cần số mạnh, chỉ cần như thế này là nó chạy được rồi. Đấy. Còn đây là cái phần cần số sang số bình thường thôi, cũng không có gì phức tạp cả. Đấy. Thì dưới này là cái vỏ da thôi. Thì cái phần này nó cũng kết cấu bình thường giống như cái số bàn số lăn tạ thôi. Đấy, nó bắt vào đây này. Và đây là nó có cái phe để nó cài gãy này. Cái phe cài này thì thường thường là chỉ bên mình mới có thôi. Chứ còn những chỗ bán khác thì chưa chắc là có đâu, họ phải chế cái này đấy. Thì bên mình cái này nó cũng không có nhiều, nên có những bạn làm được thì mình sẽ không đưa. Hoặc là có những bạn nào mà mình nhớ thì mình bán thêm, còn không nhớ thì các bạn về tự chế. Đấy. À, về nguyên tắc là như vậy. Đấy là cái giải pháp mình đưa ra. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy video của mình hay thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ những cái video cho các bạn khác đam mê độ chế xe cùng nghiên cứu và tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.